Chào mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và ở trong video ngày hôm nay thì chần chừ gì mà không cùng Vân tìm hiểu bộ combo bao gồm chậu rửa chén và vòi đến từ thương hiệu Meloca đẳng cấp nhé. Đầu tiên đây là chiếc chậu rửa chén hai hộc có mã số là MS100 New, thì mình cũng đã giới thiệu sơ về cái sản phẩm này rồi. Thì đây là một sản phẩm chậu rửa chén bán thủ công và gồm có hai hộc. Thì sản phẩm cũng được trang bị thêm hai bộ lọc ngăn mùi, chống hôi, và với cái phương pháp này thì chúng ta có thể dễ dàng thao tác hơn rất nhiều và hệ thống thoát nước cũng được sử dụng tiện lợi hơn. Tiếp theo đó thì cũng không thể nào không kể đến một chiếc vòi bếp. Đây là vòi bếp rửa chén bán thủ công có thể xoay 360 độ như chúng ta có thể thấy. Vòi được làm bằng đồng thau mạ chrome và có mã số là KM120. Thì vòi này chúng ta sẽ có thể đây nâng chỉnh chế độ nóng lạnh và cũng như cái lưu lượng nước. Đó, ở vòi thì cũng sẽ được cấu tạo thêm một cái bộ lọc. Bộ lọc này nó sẽ có cái công dụng đó là sẽ hạn chế văng và tạo bọt, giúp cho nước tách tơi hơn để mà sử dụng được tiện lợi. Thì để có thể biết thêm và cũng như là sở hữu giá tốt nhất thị trường thì đừng quên liên hệ đến Kim Quốc Tiến nha. Chào và hẹn gặp lại mọi người.